thưa quý vị mong muốn đi sang nước bạn lao động để kiếm tiền lo cho bản thân và gia đình thế nhưng không ít người vỡ mộng khi tin vào lời việc nhẹ lương cao cũng giống như những nạn nhân khác năm thanh niên đã tin vào lời giới thiệu quảng cáo sang lào làm việc với mong muốn lao động để có cuộc sống tốt đẹp hơn thế nhưng khi vừa bước chân sang đến nơi thì lại bị những người này khống chế đánh đập và đòi tiền chuộc may mắn thay được lực lượng chức năng phát hiện giải cứu kịp thời trải qua những ngày địa ngục trần gian ở nước bạn năm thanh niên đau đớn tâm sự những gì đã phải trải qua. Tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, sau nhiều ngày bị khống chế, đánh đập, đòi tiền chuộc tại Bò Kẹo, vùng đặc khu kinh tế Lào, nhóm thanh niên người Việt đã được các lực lượng chức năng giải cứu đưa về quê an toàn. Trong 6 thanh niên được về quê lần này, 5 nạn nhân bị lừa sang Lào làm việc, gồm HBDA sinh năm 1999, HBQA sinh năm 2004, NXG sinh năm 2000, NXV sinh năm 2005, cùng chú tại huyện Can Lộc Hà Tĩnh. NTKC sinh năm 2002, chú tại huyện Mờ Đờ Đắk Lắc. Một nạn nhân còn lại trú tại thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên. Đáng chú ý là nhóm 5 nạn nhân được giải cứu có HBDA, HBQA là anh em ruột, NXG, NXV, NTKC là anh em họ gần. Cả 5 thanh niên này đều làm việc cùng một chỗ, bị đánh đập tàn nhẫn, bị bỏ đói, buộc gia đình đóng tiền chuộc. Trao đổi với Việt Nam Net, NXV sinh năm 2005, chú tại xã Phú Lộc cho biết, sau khi học xong lớp 9 thì đi làm cơ khí tại Bình Dương. Trong lần vô tình lướt mạng thì thấy tài khoản Facebook cần tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng trên máy tính, làm việc tại Lào, mức lương từ 15 đến 18 triệu đồng. Qua điện thoại, người phụ nữ xưng là cô ba cho biết có nhu cầu tuyển việc nhẹ nhàng lương cao, chi phí đi về không mất, miễn sao làm đúng theo quy định trong hợp đồng. Do làm cơ khí vất vả, lương thấp, xuất phát từ nhà nông cuộc sống khó khăn, thấy được giới thiệu lương cao, về nghe theo. Từ thông tin đó, NXV đã báo cho NXG là anh con bác vừa xuất ngũ, NTKC, em con cô đang làm tại quán cà phê ở Đắk Lắk thì được hai người đồng ý. Đầu tháng 6 năm 2022, cô ba đến đón ba anh em tại thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, rồi đi theo quốc lộ 8A qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Trên xe lúc này có 8 người, Ngoài tài xế, cô ba và hai người thân, còn có thêm HBDA, HBQA, chú tải xã Gia Hanh, huyện Can Lộc. Cũng theo NXV, sang đến thủ đô Viêng Trăn Lào, họ được nghỉ lại đây hai ngày. Sau đó cả nhóm được đưa đến bỏ kẹo làm việc. Ban đầu cho đánh máy tính, sau đó tập đọc các tài liệu để giới thiệu về các sàn giao dịch tiền điện tử châu Âu. Về kể, làm được 3 tháng thì lấy lý do lương thấp, cô ba trực tiếp làm giấy tờ rồi dẫn năm anh em đến công ty khác Công việc cũng như trước, được trả lương đầy đủ từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 3 năm nay. Theo NXV ngày 24 tháng 4, công ty kiểm tra điện thoại đột xuất thì phát hiện tin nhắn của V với anh trai, nội dung là khách hàng cho 500 đô la Mỹ, cho rằng V ăn cắp tiền của công ty nên ông chủ cho nhân viên giam năm anh em vào một phòng, thu toàn bộ điện thoại rồi đánh đập tàn nhẫn. NXV thất thần nhớ lại, cháu càng giải thích thì họ càng đánh, trong 3 ngày đầu Họ dùng dùi cui điện dí vào nhiều chỗ trên cơ thể, khiến da bị cháy, có lúc đau quá ngất đi. Ngoài ra, họ còn dùng gậy bóng chày, gậy sắt, roi da, dây cao su, dây điện đập vào người. Cũng theo NXV, quá trình giam giữ, cả nhóm bị còng tay 24 trên 24 giờ. Dù vậy, thời gian đầu vẫn được nằm ngủ. Sau đó, họ còng tay vào gầm giường tầng 2 nên không nằm xuống được mà phải ngủ ngồi. Tay luôn trong trạng thái treo ngược lên trời. Thời gian này, mỗi ngày họ cho ăn một lần vào bữa chiều suất ăn không nhiều, nắm cơm và ít thịt rau, nhưng phải chia ra hai lần để ăn cho đỡ đói. Với NXV, những ngày tháng bị đánh đập tra tấn chẳng khác gì địa ngục trần gian. NXV kể, ngày 27 tháng 4, một người Trung Quốc đưa điện thoại cho cháu, bắt gọi điện về nhà, yêu cầu gia đình gửi tiền sang chuộc. Ban đầu chúng đòi chuyển 1,9 tỷ đồng để chuộc 5 người. Sau khi gia đình thương lượng, chúng giảm xuống còn 1,2 tỷ đồng. Do đột xuất, Gia đình chưa chuẩn bị tiền kịp nên họ cho hẹn 3 ngày. V nói thêm, đến hẹn gia đình vẫn chưa có tiền nên cả nhóm tiếp tục bị đánh đập. Bình quân cứ 3 ngày chúng đánh một lần. Mỗi lần đánh đập, chúng lại bắt gọi điện về nhà để gây sức ép với gia đình. Cháu bị đánh nhiều khiến gia đình lo lắng. Riêng cháu, bọn chúng bắt chuộc 300 triệu đồng. Để gây sức ép với nạn nhân, chúng đưa HBQA và NTKC đi giam giữ nơi khác. Chỉ còn lại 3 người chúng nói đã bán hbqa và ntkc nếu gia đình không chuyển tiền kịp thì sẽ bán hết tuy nhiên thăm dò con người bảo vệ thì biết hbqa và ntkc đang bị nhốt ở tầng dưới nên vững tâm hơn trong suốt thời gian bị giam giữ cháu là người bị đánh đập tàn bạo nhất thích khi nào là chúng đánh khi đó không kể ngày đêm có khi chúng lấy gậy bóng chày phang vào vùng lưng khiến cháu tức ngực khó thở mấy ngày liền khi lại nhảy lên giường rồi đạp vào mặt mỗi ngày trôi qua là nỗi ám ảnh Đêm cứ trằn trọc lo sợ. Chỉ cần nghe tiếng động ở cánh cửa là cháu nổi da gà khiếp đảm. Có khi đang ngủ say, chợt giật mình thức giấc. Mồ hôi tuôn ra như tắm, không thể ngủ lại được nữa. Lúc đó cháu chỉ ao ước được trở về nhà, làm gì cũng được, khổ mấy cũng không sao, miễn là được tự do. Về hoang mang nhớ lại. Sáng 15 tháng 5, chúng bắt về gọi điện về nhà. Khi V đang nói chuyện, chúng dí rủi cui điện vào người đau đớn nên phải la hét toáng lên. Thương con, bố V đã bán trâu, vay mượn tiền, vàng của người thân hàng xóm gửi sang. Sau khi nhận được 300 triệu đồng từ gia đình, bọn chúng tháo còng, đối xử với V tốt hơn. Thấy không ép được gia đình của bốn nạn nhân còn lại, ngày 17 tháng 5, chúng bắt ký giấy bán cả nhóm cho công ty khác để làm việc trả nợ. Sau đó, chúng tháo còng, cho thu gom quần áo, vật dụng, rồi đưa cả năm người về ở chung một phòng. Trong khoảng 2 tuần ở tại đây, cả nhóm phải tự túc ăn uống, gom những đồng tiền còn sót lại để mua cơm trắng và nước mắm. May mà trước đó đang còn mì tôm do người nhà gửi sang. Chiều 30 tháng 5, người của công ty mới đến đón đi làm phụ căng tin. Sau hai ngày làm việc tại đây, do không biết chuyện ở công ty cũ, chủ mới đã trả lại điện thoại. Nhờ đó định vị được gửi về nhà, làm cơ sở để cơ quan chức năng giải cứu. Từ vụ án đau lòng trên, khuyến cáo người dân cần cảnh giác. Nếu có nhu cầu đi lao động nước ngoài cần tìm hiểu kỹ, liên hệ cơ quan chức năng tại địa phương để được tư vấn hỗ trợ và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh